Tôi là Nguyễn Thị Bích Hạnh, tôi đến từ xóm Linh Hòa, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mọi người thường quen gọi tôi là cô giáo Hạnh, cô giáo Bích Hạnh, mà từ bây giờ thì tôi không được dạy nữa, tôi bị mất dạy từ lâu rồi. Tôi xin chia sẻ một cái câu chuyện mà đối với tôi đấy là một kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên được trong khoảng đời của mình. Là lần đầu tiên tôi đến Vũng Tàu cùng với anh em và tôi đi theo cái lời mời của anh Tịnh, tức là tôi nghĩ là ngày hôm qua sẽ là một buổi về Vũng Tàu rất là hào hứng, rất là thú vị. Nhưng tôi không ngờ rằng chúng tôi đang họp nửa chừng thì bị lực lượng cảnh sát, rồi là công an cơ động và rất đông lực lượng, những lực lượng chức năng khác họ bao vây chúng tôi, và sau đó thì kẹp cổ rồi vặn tay rồi tống và xô đẩy từng người lên xe. Tôi là người ra về sau cùng về phường 3 của công an Vũng Tàu, và tôi về sau cùng, và tôi còn nói với công an đấy là bởi vì khi đấy thì con tôi quá khiếp hãi, nó nói với tôi là mẹ ơi con rụng tim luôn mẹ, con chưa bao giờ thấy công an nhiều như thế mà họ khủng khiếp như thế. Thì tôi là trấn an con tôi là không sao đâu con ạ, không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thì sau đó thì tôi cũng có nói chuyện với một cái anh ở bên ban tuyên giáo á, bên ban văn hóa là để mẹ con tôi ở lại đó. Thì có một cái chị công an mặc thường phục, chị không chấp nhận và chị đưa hai mẹ con tôi về đồn. Khi đưa về đồn thì cũng như mọi người là họ yêu cầu tôi giao nạp điện thoại, nhưng mà tôi từ chối bởi vì tôi bảo là mọi công dân có quyền được bất khả xâm phạm về chỗ ở, về tài sản, về thân thể, cho nên tôi không giao nạp điện thoại. Thì họ bảo là tất cả mọi người đều giao nạp, chỉ còn mỗi mình chị. Thì tôi bảo là tôi chỉ tôn trọng cái đúng, cứ cái gì đúng thì tôi làm. Thì sau đó thì họ thấy tôi có con nhỏ nên là họ để cho tôi được sử dụng điện thoại cho tới 10 giờ thì và họ để cho mẹ con tôi. Và sau đó thì có một công an mặc thường phục giới thiệu là Lực, họ tên là Trần Lực, người Nghệ An, không giới thiệu chức vụ vào làm việc với tôi. Thì tôi nói rõ, tức là tôi nói cho anh biết là với những câu hỏi mà nội dung cụ thể là đi đâu, gặp ai, làm gì thì các anh sẽ không bao giờ có câu trả lời của tôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái đời tư của tôi ấy, hoặc là nhân thân của tôi ấy, thì sẽ không, tôi không có nghĩa vụ để khai báo với các anh ở đây. Thế thì sau đó thì họ hỏi tên thì tôi nói tên, tôi nói địa chỉ. Thì họ yêu cầu tôi là phải xuất trình cái chứng minh thư để họ kiểm tra xem là tôi nói có đúng hay không. Nhưng tôi đã từ chối không xuất trình, bởi lẽ tôi nói rằng là tôi đã đưa họ tên của tôi đầy đủ, còn nhiệm vụ của các anh là công an, các anh thể thể hiện cái nhiệm vụ điều tra của các anh. Và các anh, bởi vì tại sao tôi không đưa giấy chứng minh thư của tôi là bởi vì các anh bắt tôi về đây không có lý do, các anh đã tước đoạt đi cái quyền tự do đi lại của tôi. Và bây giờ các anh muốn tôi hợp tác thì các anh phải tôn trọng cái quyền tự do đi lại, là các anh phải trả tôi về cái vị trí mà tôi các anh đã bắt giữ. Thì họ không chịu, họ bảo là chị có lý do gì thì chúng tôi bị bắt về đây. Thì tôi hỏi bây giờ anh nói rõ cho tôi là các anh đưa tôi vào đây lý do gì, tại sao bắt tôi vào đây. Thì họ bảo là chúng tôi không bắt chị mà chúng tôi mời chị về. Thế thì tôi mới bảo là các anh không hiểu thế nào là mời không, mời mà anh cưỡng chế tôi như thế này mà gọi là mời à. Thì sau đó họ làm việc rất nhiều, họ hỏi lời tư của gia đình tôi giống như kịch bản của các bạn, thì tôi đã không trả lời. Và tôi cũng tuyên bố thẳng là tôi không ký vào bất kỳ văn bản nào ở trong, tôi không ký vào bất kỳ cái tờ giấy nào mà các anh soạn ra đây cho tôi. Và tôi cũng không trả lời những câu hỏi mà các anh hỏi tôi nếu không đúng mục đích. Thì họ hỏi là tôi đến đấy với ai, rồi là đến đấy để nhằm mục đích gì. Và họ bảo là tổ chức xã hội dân sự là đi ngược lại với chủ trương đường lối. Thì tôi yêu cầu họ là nếu như có đi ngược lại với chủ trương đường lối của đảng và nhà nước thì tôi yêu cầu các anh trích dẫn luật. Thì họ đã không trích dẫn luật được. Và sau đấy họ bỏ mẹ con tôi 3-4 tiếng đồng hồ để chơi với nhau. May là tôi có đem theo những cái chuyện kinh thánh ấy, bằng tranh ấy, để đọc cho em bé để mà giảm bớt cái thời gian căng thẳng, bởi vì một đứa trẻ con mà nó phải ngồi trong đồn như vậy là quá sức chịu đựng. Thì con tôi luôn hỏi là mẹ ơi bao giờ thì chúng ta được về hả mẹ? Thì tôi bảo là ở đâu cũng là chơi thôi, chúng ta vào đây là để chơi thôi con ạ, thư giãn. Mẹ con chúng ta đang đọc sách với nhau, đang trò chuyện với nhau. Thì là sau đó thì 8 giờ thì họ có mang 2 con cua ghẹ đến cho con tôi ăn. Thì tôi mới bảo là biển ăn chết, thì sau chị lại đem cua ghẹ vào đây cho con tôi. Thì họ bảo là biển chết đấy là chết ở miền Trung, còn tàu nó không chết đâu em ạ. Tuy nhiên là bởi vì con tôi nó quá đói và bởi vì cũng lâu nó không được ăn hải sản nên là con tôi ăn hải sản. Và chính cái chị đấy là chị An Ninh mà mặc thường phục, nhưng chị ta giới thiệu là chị ta là tổng vụ, vì chính là chị ta là người ăn mà chị ta lấy cho con tôi ăn. Thì trong gì cũng mất đấy, nhưng tôi phải để cho con tôi ăn.
cho đến khi 10 giờ thì tôi bảo là bây giờ tôi phải đưa con tôi về nghỉ ngơi. Thì họ vào và họ đòi tôi phải đưa điện thoại ra. Thì tôi bảo là tôi không đưa bởi vì đây là tài sản của tôi. Thì là có hai an ninh mặc thường phục và xoắn tay tôi lại, vặn tay tôi và cưỡng chế. Thì tôi nói với họ là tôi không ra giao nạp tài sản của tôi. Còn những gì mà các anh có được là các anh cướp ở trên tay của tôi, chứ tôi không tự mình giao nạp cái tài sản của tôi cho các anh. Thì là sau đấy họ lục tung hết quần áo của tôi ra, lục tung hết mọi thứ ra. Và chưa hết, họ còn giật người tôi, họ còn nằm bóp tôi từ trên xuống dưới. Y như là lũ hiếp dâm á, trên đời tôi chưa bao giờ gặp một tình huống mà hai nhân viên nữ và rất nhiều những công an mặc sắc phục là thường phục đứng trước mặt tôi để cho hai cái người tạp vụ đó họ dần từ trên đầu tôi xuống cái chân, không sót một chi tiết nào. Chưa dừng lại ở đó, họ còn bắt tôi phải vào nhà vệ sinh để tháo quần áo ra để cho họ kiểm tra tiếp. Và tôi đã từ chối không hợp tác và tôi nói như thế này với tôi là đã quá đủ. Vì họ không tìm ra cái iPhone 5 của tôi nên là họ đụng đến con của tôi. Thì lúc đấy tôi la lên, tôi bảo là không được đụng đến thằng bé bởi vì không có lỗi gì cả và nó không có can thiệp gì. Nhưng sau đó thì họ lấy được cái iPhone 5 ở trong túi của con tôi. Khoảng độ 11 giờ thì họ thả tôi cùng với một chị và hai bạn nam nữa. Đến một cũng giống như kịch bản của các bạn công đoàn là đến một cái đường rất là vắng. Khi đưa chúng tôi về thì họ nói rất là ngọt và bảo là chúng tôi sẽ đưa anh chị về lại Sài Gòn và chúng tôi không hoan nghênh chủ nhiệm công an thành phố Hải Phòng và toàn thể nhân dân Hải Phòng không hoan nghênh các anh chị đến đây. Vì vậy xin lỗi Vũng Tàu, không hoan nghênh các anh chị đến đây. Vì bây giờ chúng tôi trục xuất các anh chị và các anh chị không được ở lại bất kỳ cái nhà nghỉ hay khách sạn nào trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Sau đó thì họ bỏ chúng tôi một quãng đường vắng không mà chúng tôi may mắn là chúng tôi chạy đến được một cái khách sạn và tôi thì bị họ tháo sim, ăn cắp hai sim điện thoại. Rồi ra đến đấy thì họ mới trả lại thì máy của tôi là bị ngâm nước và bị ăn cắp sim điện thoại, chúng tôi không thể nào liên lạc được. May thay là chúng tôi vào một cái khách sạn và tôi hỏi tên địa chỉ và tôi gọi điện đến cho người nhà của tôi thì người nhà của tôi là kêu một chiếc taxi và chở chúng tôi đi về làm một nơi an toàn. Tuy nhiên khi mà tôi gọi điện cho người nhà để thông báo địa chỉ thì ngay lập tức là chưa đầy 5 phút sau thì lực lượng an ninh đã mò đến và đã thanh tra toàn bộ khách sạn đó và sau đó thì có hai bạn thì là bạn Phương và một bạn nào cũng không nhớ tên là đã đưa chúng tôi về đến nơi an toàn. Đấy, sự việc của tôi là như thế. Xin cảm ơn mọi người. Chào các bạn, tôi là Lê Phong Long, sinh cơ thì hôm nay tôi hôm qua tôi được mời tham dự một cái buổi gặp mặt và chia sẻ về sâu dân sự của các bạn trẻ ở phía Nam. Tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là tuyệt vời. Xã hội dân sự sẽ giúp cho một cái hệ thống xã hội, một hệ thống chính trị, một hệ thống đất nước tốt đẹp hơn. Và đó là mong muốn của bất cứ một cái thể chế chính trị nào, một cái nhà nước tốt đẹp nào. Rất tiếc là hôm qua thì đã xảy ra những cái sự kiện theo chúng tôi rất là bất ngờ, không mong muốn. Khi mà chúng tôi bị cưỡng ép vào buộc khỏi ra cái nơi mà chúng tôi gặp mặt chia sẻ những cái vấn đề xã hội ứng xử, từ vấn đề môi trường và những cái vấn đề là xã hội ứng xử làm sao có thể phát triển được theo tinh thần như nào, theo đúng luật và theo những cái chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực của trong nước như thế nào. Thì các lực lượng công an và an ninh họ đã vào can thiệp và họ nói là cái việc khi mà họ can thiệp và họ cưỡng bức chúng tôi đi về một cái các cái nơi của công an thì họ có nói hai điều ngay lập tức. Thì tôi được nghe hai điều, thứ nhất là các anh không được liên quan đến vấn đề chính trị, thứ hai là không được là gây phá rối an ninh trật tự. Thế thì ngay lúc đó thì tôi đã chia sẻ với họ ngay là chính trị là vấn đề của tất cả người dân của đất nước và chúng ta quan tâm đến chính trị đó là điều tốt, miễn là chúng ta trong pháp luật cho phép. Thứ hai nữa là những cái điều gây rối an ninh trật tự đúng là nếu mà thực sự là như vậy thì cũng không tốt, nhưng mà những điều mà chúng ta làm cho đất nước phát triển tốt đẹp hơn trong luật pháp đó là những điều chúng ta khuyến khích. Và như vậy thì các anh cưỡng ép chúng tôi về đây đó là một cái sự vi phạm gây rối an ninh trật tự. Và tiếp theo sau đó thì họ đã
dùng vũ lực để cưỡng đoạt những cái tài sản của chúng tôi, và chúng tôi không đồng ý với nó, và đó là một cái sự cướp bóc. Và cuối cùng thì họ đẩy chúng tôi về một cái nơi hoang vắng như là những cái kẻ bắt cóc, và không có một cái giấy, một cái văn bản nào cho phép họ làm gì đó. Thế thì như vậy thì chúng ta đang xem xét lại một cái chính phủ hiện nay, một cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là đúng hay sai. Và như vậy thì xã hội dân sự là người mà giám sát cái vai trò của ba cái thể chế là hành pháp, luật pháp, tư pháp, là cái quyền của nhân dân. Chúng ta đang phát triển điều đó để cho đất nước tốt hơn thì tại sao lại bị ngăn cản? Thế thì chúng ta đặt lại về cái tính chính danh của cái thể chế chính trị hiện nay và của cái nhà nước hiện nay như thế nào? Và nếu mà chúng ta đã làm ngược lại những điều đó, phải chăng là chúng ta đã đi ngược lại quyền lợi của nhân dân? Có phải chăng phải đây có phải là nhà nước của nhân dân hay không? Và một điều như các bạn vừa mới nói hồi nãy á, là tại các buổi làm việc sau khi kết thúc thì họ nói là chúng tôi như là thành phố Vũng Tàu không chào đón các anh vì các anh chị đã thực hiện họp mặt xã hội dân sự. Và như vậy là nó ảnh hưởng đến sau và không hoan nghênh và họ mời đi. Tôi nghĩ là đây chính là vai trò mà các cơ quan chức năng đã thực hiện sai cái điều đó. Chính họ đã làm xấu cái hình ảnh của thành phố Vũng Tàu. Và như vậy là điều này chúng tôi đang làm phát triển tốt hơn và làm cho đất nước phát triển tốt hơn thì là các anh đã thực hiện một cái điều này, nó ảnh hưởng cái vai trò của công chức nhà nước và nhà nước cũng như là cái thực sự cái bộ máy công quyền đã làm cái việc thực sự có phải vì đất nước, vì nhân dân hay không. Thế thì thông qua cái việc này thì đó là chúng ta thấy một lần nữa là cái tình trạng này chúng tôi không muốn được lặp lại lần nữa, và những cái việc lặp lại như thế này trong tương lai sẽ, nếu mà những cái nơi khác mà làm như thế này sẽ dẫn tới những cái điều rất là xấu. Và chúng tôi yêu cầu chính phủ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu cần phải có cái hành động chấm dứt ngay những trường hợp như thế này. Quốc hội, các đại biểu quốc hội cần phải lên tiếng và giám sát những cái việc như thế này, và tòa án và những cái cơ quan thực sự phải giám sát ngay. Và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay phải chịu trách nhiệm về trường hợp này. Và chúng ta phải trong cái giai đoạn từ đây tới bầu cử sắp tới, chúng ta phải có một cái tiến trình để chuyển đổi một cái thể chế bầu cử thực sự dân chủ và tham quyền phân lập thực sự. Đó là điều chúng tôi đang mong muốn và xây dựng từ đất nước chúng ta hiện nay. Xin cảm ơn các bạn.